Chương trình xin chuyển sang thông tin tiếp theo. Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 là chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023 nhằm hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, dự phòng, can thiệp và điều trị, huy động sự vào cuộc của cả xã hội trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Hơn 13 năm trước, khi chưa đầy 30 tuổi, chị Trương Thị L ở huyện Phù Cừ phát hiện mình bị nhiễm HIV do lây từ người chồng nghiện ma túy, khiến chị lo lắng, hoang mang, thậm chí là suy sụp. Song nhờ được các cán bộ y tế kiên trì truyền thông, trang bị kiến thức đều đặn cấp phát thuốc điều trị kháng virus ARV, đến nay, sức khỏe của chị L vẫn đảm bảo, có công ăn việc làm ổn định. Hạnh phúc hơn cả là người chồng thứ hai và cậu con trai 5 tuổi của chị L vẫn khỏe mạnh bình thường, hoàn toàn không bị lây nhiễm HIV. Mình cũng lấy người chồng thứ hai và cũng sinh con khỏe mạnh bình thường. Đấy là cũng nhờ vào cái là bác sĩ tư vấn cho các cái biện pháp phòng tránh để lây nhiễm từ mẹ sang con. Bây giờ sức khỏe rất là ổn định, công ăn việc làm ổn định, tốt. Là tổ chức quy tụ hàng nghìn đoàn viên sinh viên tham gia sinh hoạt, những năm qua, Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đặc biệt chú trọng công tác truyền thông giáo dục, phòng chống tai thể nạn xã hội, tăng cường cung cấp thông tin về HIV/AIDS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, tình dục đồng tính nam, tác hại của ma túy, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ. Thì với các bạn sinh viên thì chúng tôi thường xuyên nhấn mạnh với các bạn về việc phòng và tránh sử dụng chất kích thích như ma túy, bơm kim tiêm không an toàn. Và các bạn sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên không chỉ họ lĩnh hội kiến thức ở trên lớp mà bản thân các bạn sẽ trở thành những tuyên truyền viên để giúp cho cộng đồng như xã hội có được nhiều những cái kiến thức, kỹ năng về việc phòng tránh các tác hại của ma túy, của HIV và AIDS. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, tỉnh Hưng Yên có trên 2.000 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó 1.066 người nhiễm HIV/AIDS còn sống. Những năm qua, tỉnh đã nỗ lực không ngừng để bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc điều trị ARV, thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, bảo đảm không làm gián đoạn thuốc của bệnh nhân. Hiện toàn tỉnh có trên 700 bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị bằng thuốc kháng virus ARV, trong đó gần 100% số bệnh nhân đang điều trị bằng ARV có thẻ bảo hiểm y tế. So với 10 năm trước, thì số nhiễm mới và số tử vong do AIDS hàng năm đã giảm tới 2/3. Đó là cái kết quả nỗ lực tỉnh ta đã triển khai đồng bộ các giải pháp về hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, thì trong thực tế, công tác phòng chống HIV/AIDS cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải có những cái giải pháp rất cụ thể, triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng chống HIV/AIDS, chống phân biệt kỳ thị và tăng cường sự hỗ trợ của xã hội, của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS để họ tự tin hòa nhập với cuộc sống. Chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay là cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, nhằm nhắc nhở tất cả cộng đồng chung tay hành động, cũng như cần có cách làm sáng tạo hiệu quả hơn để can thiệp cũng như kiểm soát đại dịch này. Chấm dứt dịch bệnh AIDS không có nghĩa là không còn người nhiễm HIV, không còn người tử vong do AIDS, mà là khi đó dịch bệnh AIDS được quản lý điều trị không còn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại ở cộng đồng, không còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội.